Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đó là một tình huống đi bóng hay, chắc chắn là như vậy, nhưng có vẻ cú ngã của Eze thì lại không hay cho lắm. Eberici Eze vẫn là số 10 của Palace. Và đột phá của Eze, Eze. Và như vậy là sẽ có một quả penalty dành cho Crystal Palace. Mọi thứ đang diễn ra và đổi chiều rất nhanh. Pha đột phá của Eze đã khiến cho các hậu vệ của Everton phạm lỗi, và chúng ta sẽ chuẩn bị được chứng kiến quả phạt đền của bầy đại bảng. Eze vượt qua Mikolenko và anh đã bị Branwaite đốn ngã. Lối đi bóng cận trần rất khó chịu của Eberici Eze, người vừa trở lại sau chấn thương. Eze 1-0 cho Palace. Rất lạnh lùng từ pha dứt điểm cho đến pha ăn mừng. Eze được coi là tương lai của Crystal Palace. Cách đây 2 ngày thôi, anh vừa gia hạn hợp đồng thêm 3 năm rưỡi với bầy đại bảng, và ngay lập tức anh chứng tỏ được giá trị của mình. Trận trước anh trở lại sau chấn thương và có một kiến tạo. Trận này anh đá chính, kiếm về quả penalty và trực tiếp thực hiện thành công. Đường chuyền hợp lý dành cho Eze. Rất hay, bóng vẫn trong sân, Eze. Nhưng đó có phải là quả penalty hay không, hay đó là một pha ăn vạ? Tôi đã nhìn thấy trọng tài rút thẻ vàng, nhưng đó là thẻ vàng dành cho Eze. Ông Sambarot rất dứt khoát với những nhận định và quan sát của mình. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đó là một tình huống đi bóng hay, chắc chắn là như vậy, nhưng có vẻ cú ngã của Eze thì lại không hay cho lắm. Người đã chùi chân lại là Jared Branwaite. Nhìn từ góc này thì có vẻ như là Branwaite chưa tác động đủ để khiến cho Eze phải ngã ra như vậy. Nhưng vẫn sẽ có những trao đổi với ông Sambarot từ phòng VAR, nơi trọng tài Andy Medley phụ trách. Đó là một tình huống diễn ra rất nhanh. Liệu có lỗi của Jared Branwaite hay không? Nếu như đó là lỗi thì sẽ lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng một hiệp đấu mà Branwaite khiến cho Everton phải chịu những quả penalty, và đều là những pha phạm lỗi đối với Eze. Như vậy sẽ không có quả penalty nào cả, và thẻ vàng dành cho Eze vẫn được giữ nguyên.